Môi trường truyền thông của Việt Nam tiếp tục là một trong những nơi khắc nghiệt nhất ở châu Á. Freedom House, một tổ chức giám sát độc lập có trụ sở tại Washington, tiếp tục đưa Việt Nam vào nhóm nước không có tự do về báo chí. Theo báo cáo về tự do báo chí năm 2017 vừa được tổ chức này công bố hôm 28 tháng 4, Việt Nam nằm gần chót bảng thuộc 66 nước không có tự do báo chí trong tổng số 199 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá. First of all, where's Vietnam? How is Vietnam performing this year compared to previous years and compared to other countries in the region? Sure. So this year, Vietnam did see a slight improvement, improved by 1 point. Năm nay, Việt Nam có chút cải thiện được một điểm. Nhưng Việt Nam vẫn là một trong những nước có môi trường báo chí khắc nghiệt nhất ở châu Á. Chúng tôi cho Việt Nam thêm một điểm nhờ thông tin về cấu trúc sở hữu các cơ quan báo chí, nhưng vẫn còn rất nhiều quan ngại về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam. Đặc biệt là các vụ bắt giữ các nhà báo độc lập, ngăn chặn các trang mạng xã hội và cách hành xử dùng luật để giới hạn không gian tự do báo chí. Chúng ta thấy ký giả bị đàn áp, bắt bớ, giam cầm. Trong các cuộc biểu tình vì môi trường ở Việt Nam, có rất nhiều nhà báo bị bắt. Trong thời điểm diễn ra chuyến thăm của cựu Tổng thống Obama sang Việt Nam, giới hoạt động xã hội dân sự bị cấm thông tin về sự kiện này, kể cả các ký giả công dân. Thực trạng này làm chúng tôi quan ngại vì một nền tự do báo chí sôi động rất cần thiết để duy trì dân chủ và kiểm soát chính phủ. What can you see as effective out of this? I think what Freedom House's niche is that we have on the ground analysts, we have people who are experts in the... Chúng tôi có các phân tích gia trên thực địa, chúng tôi có những chuyên gia đánh giá về tự do báo chí tại các nước. Đối với Việt Nam, những dữ kiện thu thập được là những thông tin hiện hành ngay tại chỗ, đánh giá toàn bộ cả năm. Chúng tôi cũng đánh giá Việt Nam dựa trên bối cảnh của khu vực châu Á và thế giới. Freedom House đã làm công tác thu thập dữ liệu hàng chục năm qua. Chúng tôi là những chuyên gia, chúng tôi hiểu rõ những điều kiện môi trường thế nào là cần và đủ để cho ký giả hoạt động tự do. Vì vậy, phúc trình của chúng tôi là chỉ dấu đáng tin, cho thấy vị trí của một nước ở đâu trên bảng xếp hạng về tự do báo chí toàn cầu. Và điểm số của Việt Nam tại hại là điều chúng tôi thấy đáng báo động. There needs to be something more critical or more effective in order to make things work. I think the report does cover the fact that, you know, we're seeing legislation passed by the government. Báo cáo nêu rõ thực trạng rằng chúng tôi nhìn thấy các luật lệ chính phủ đưa ra để kiểm soát tự do báo chí. Chúng tôi thấy sự đàn áp và nêu lên sự việc cụ thể. Chúng tôi không chỉ nêu lên cách hành xử chung là đàn áp ký giả, mà xoáy vào những thời điểm quan trọng trên đoạn đường gần đây của Việt Nam. Hy vọng điều này sẽ là động lực cho Việt Nam cải thiện.